Thì sau khi mà đăng ký học tech xong thì cũng như mọi người, cái khóa học của Huyền là chia 4 học kỳ, có những cái môn cụ thể cho từng học kỳ, cũng từ dễ đến khó. Kết thúc mỗi học kỳ thì cũng có case study, kết thúc mỗi học kỳ thì là project lớn. Còn trong quá trình học của mỗi học kỳ thì có rất là nhiều case study, cả lớn và nhỏ, cá nhân và nhóm. Và trong trí nhớ của mình thì là mỗi học kỳ thì đâu đấy khoảng từ 7 đến 10 môn. Thì môn nào cũng phải thi, thi cả lý thuyết và thực hành. Thì đấy, môn nào cũng phải có thực hành và lý thuyết hết. Cho nên là mình học đến đâu là mình để thi đến đó. Và nhất là thực hành, và sau đấy là còn bài tập lớn nữa. Bài tập lớn thì làm việc với nhóm. Nên nếu mà kiến thức của mình không chắc, nên là cái kiến thức của mình học nó bây giờ cũng chỉ để dùng đi thi ấy, thì mình sẽ bị lộ ngay khi mình làm bài tập lớn hoặc là khi mình làm project. Thì đấy là cái cảm nhận của cá nhân. Thì đấy là một cái kết quả đối với Huyền thì nó rất là tốt và hiệu quả. Tại vì những gì mình được học, mình được mài giũa, mình tự mình mài giũa, mình tự mình trải nghiệm luôn trong cái môi trường mình học.